Nhung ơi, sao em đành dò già bỏ ra đi khi con thú nó mới vừa lên 2 tuổi. Trong khi anh vẫn còn tha thiết mà yêu em suốt cuộc đời, anh không gian dối. Tình nghĩa vợ chồng chung chăn sẻ gối, từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Mưa chờ đóng ba mưa qua giá hồi, ai về thành nồi ai đợi vắn lâu. Giọt mưa còn nặng nỗi sầu, sống hướng muôn thuở còn sâu ăn tình. Phương nghe có người nói một anh Việt Nam có cái giọng ca truyền cảm đặc biệt rất là hay, cho nên Phượng đi tới thăm anh Việt Nam này, Phượng quay, Phượng chia sẻ cho tất cả bà con cô bác mình xem. Anh Việt Nam người vô gia cư có giọng ca rất là đặc biệt. Coi nè, ăn miệng mớm mớm ngon mớm quá. Mày dễ thương lắm rồi. Mớm mớm dễ thương ha. Nhìn cái là thấy thương đúng liền nào, không? Đúng là cũng dễ thương. Có bao giờ mà xấu đâu. Thì đó, em nhìn anh em đâu thấy xấu đâu. Nhìn cái là thấy thương liền à. Tại người ta thấy sao đâu mình không biết phải không? Nhiều lúc quá đều có một cái mình coi xa gì xa quê hương đó, mình qua một cái xứ lạ đó. Dạ. Nhiều cái nó khổ lắm. Khổ phải không ạ? Vì chính cái chỗ khổ đó. Dạ. Bây giờ mình phải lấy lại những cái gì đó mình đã quá khứ của mình đó, nó quá khổ đi, mình phải. Dạ. Làm sao lại cái cuộc đời của mình làm sao cho tươi đẹp chút xíu. Dạ. Đại khái vậy đó. Bây giờ mình dày á, mình còn chưa thấy cái gì nữa. Mình còn chưa thấy gì nữa. Đó. Ráng lắm đó. Đấy, mới được dày thôi. Nó đúng đời. Đấy, đi thôi. Ăn hoài à. Ăn hoài không hết. Anh biết em kết anh gì nhất không? Gì? Cái miệng mớm mớm sầm sầm. Giờ phải thôi. Cái đó là cái chê á, mà không biết. Ê, người ta khe là cái gọi là cái chê. Chê ngược, còn cái đời này, sống đời á, nó đổi ngược lại hết á. Em cũng sao mà chê? Mày nếu mà chê anh, cái miệng mâm mâm. Mớm xin mớm, sầm sọm rồi, bận cái áo ba là si nữa nhá. Chết mẹ rồi. Cái kiểu này sang trọng như vậy á, mày đi lên TV, lên người ta chạy hết rồi. Trời ơi, nè, coi rồi đeo vàng. Mà lâu lâu á, vàng gì? Vàng ngọc gì của đàn bà không à? Đồ mang đồ đàn bà không á. Dạ. Bà. Lúc trước là hồi nào? 10 năm trước. Hồi lúc trước là 10 năm hả? Gần mới có vào làm nhà không á. Lâu quá đâu ăn đâu. Dạ. Qua Mỹ này đó, mình đói quá mình đi làm nhà hàng để kiếm tiền. Dạ. Nói chung ra cũng vậy hết rồi. Chứ không phải một người đâu. Dạ. Đại khái vậy. Nhưng mà sau bữa nay, hồi xưa giờ ăn phở lắm. Mà phở bằng phở ở chỗ tôi. Chỗ tôi á 4 cái store lận. Dạ. Chỗ tôi làm ăn á nha. Dạ. Không phải giỡn luôn á. Có ai rửa chén mà làm 3.000 không? Dạ. Tôi làm 3.000 mà có tiền tip. Ghê chưa? Dạ. Có ai vậy không? Thật luôn. Dạ, nhưng mà tôi tôi bỏ cho chạy hoài mà chủ nó cứ kêu hoài. Tôi chán rồi thôi luôn. Nó đúng ra đó. Mình kể ra cũng không hay đâu. Tại sao mình phải kể bán chuyện này làm bậy quá. Dạ. Ừ. Cũng ham cái cờ bạc thôi. Dạ. Thì cái cờ bạc đó là cái con người mà nó xuống luôn. Dạ. Nó xuống tội lỗi luôn. Dạ. Đó. Không, cái gì mình nói mình phải nói cho đúng. Xuống sao xuống, xuống gì mà tới chửi lũi chứ ạ. Chửi lũi luôn rồi đó, chửi lũi. Trời ơi, cờ bạc vô cờ bạc là đi luôn đó. Mà sao anh cái đi... mạng của mình rồi mình bán chưa được nha. Dạ hả? Nếu mà bán được mình cũng bán rồi. Bán mạng luôn phải không? Ờ, còn gì phải hỏi nữa. Trời ơi. Bởi vậy ta nói á, cái câu ca dao á, cờ bạc là bắt thần bằng, bán nhà, bán cửa là ra thân ăn mày. Dạ. Chỉ có mồ mả tổ tiên mình còn để lại thôi. Dạ. Chỉ vậy thôi. Dạ. Đó là thật luôn. Dạ. Ok. Thật sự. Đó là thật sự chứ.
thấm sấp đi rồi em nói chuyện với anh chứ. Nhưng mà tôi sợ quá đi, tôi sợ nhiều cái mình làm lỗi mà mình không có biết. Ở đời này làm sao mình biết, tự mình biết cái làm lỗi của mình. Dạ. Giờ lúc tôi đi, tầm đêm tôi phải suy nghĩ. Nó gọi là meditate. Meditate là mình lấy lại hết những cái câu chuyện. Dạ. Mình kể lại. Dạ. Mình nói chuyện với bạn của mình như vậy có đúng hay là không. Dạ. Cái mistake hay là không có mistake. Đại khái vậy. Ok. Dạ. Là cái lầm lỗi của mình phải chuộc lại. Dạ. Con người sống á, mình sống phải biết cái tội lỗi của mình. Dạ. Nếu mình không biết tội lỗi, mình không phải con người. Dạ. Bởi vậy sao? Làm sao làm được kiếp con người? Vì chính cái chỗ đó, tôi học được cái chỗ đó, tôi mới lọc lại hết, lọc lừa hết những cái gì sai, những cái gì mình đã làm tội lỗi. Mình phải nhận, trách nhận mình phải làm. Dạ. Mà mình làm được cái đó yeah. là mình thoát qua, mình giải thoát được những cái gì hết. Đại khái là giải thoát á. Những cái tội lỗi của mình á là nặng ừ, lắm á. Cái quần mới mặc nó đồ đâu không? Đúng không? Thì đại khái vậy. Bữa nay đi gặp một anh Việt Nam nữa. Ở trên cái bằng đàn nó gọi là Phượng chào tất cả bà con cô bác và các bạn. Hôm nay Phượng đi tới một cái công viên. Công viên. À, Phượng gặp một anh Việt Nam đẹp trai. Công viên dễ thương, miệng bóp bóp. Gọi là tới ngồi ghế này. Công viên ghề ghề đá. Đây 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 đây. Đây. Nè anh có biết cái bài anh còn nợ em công viên ghế đá không? Lá đổ chiều mưa đây nè. Cái bài này đúng đó. Không biết nhưng mà chưa biết nhạc nhiều lắm. Vậy hả? Tôi cả lương luôn, dặn cả lương. Có cái bài anh còn nợ em đó. Anh còn nơi em là cái chú kia kìa, cái chú bạn của tôi đó. Phải không? Hát bài đó chú hay ông đúng không? Kia à, chú hát bản đó không á. Phải không? Anh còn nợ em không à, tối ngày cứ hát cái bản đó hoài. Anh còn nợ em à. Nhưng mà anh hết nợ rồi. Nợ không? Cái người nợ là khác, cái người không nợ khác. Tại vì tôi đâu có người yêu rồi lấy nợ. Dạ, dạ, dạ. Còn nợ em đi anh. Không, anh còn nợ em không biết bạn đó. À, em nói giỡn chơi chứ à, bây giờ á, em đi tới đây em gặp được anh rồi. Anh có thể anh chia sẻ cho bà con cô bác các bạn xem là anh tên gì không? Tôi là tên Quỳnh Hữu Lộc. Quỳnh Hữu Lộc. À, cha mẹ tôi còn ở Việt Nam đó, tôi qua đây hồi năm 1978. Yeah. Tôi đi vượt biên. Dạ. Yeah. Okay. Khổ lắm. Dạ. Yeah. Sóng gió bão bùng có thể là chết hết nguyên một chiếc thuyền luôn. Ok. Ở đâu rồi đi vượt biên rồi không anh? Tôi đi vượt biên 1978. Dạ. Yeah. Hồi 9 giờ tối. Đi qua khỏi cái đảo Côn Sơn. Yeah. Là khi đi qua đó là phải tắt đèn điện hết luôn á. Rồi mới qua vượt khỏi cái vượt biên. Yeah. Chứ không dễ đâu. Qua đó là bắt á. Yeah. Cô biết đảo Côn Sơn ở Việt Nam không? Yeah. Côn Sơn ở Việt Nam á là những người mà tội tình nặng nhất á. Ở Việt Nam á là coi như là lifer đó. Yeah. Đại khái là lifer đó. Ở suốt đời luôn á. Yeah. Đó rồi tôi mới vượt qua đó là tắt đèn rồi đi đi có một chút xíu thôi, cũng cỡ bao nhiêu tiếng à, cỡ 2-3 tiếng đồng hồ là cái máy nó bị banh. Yeah. Bị banh một lốc, nó có 3 lốc lận. Yeah. Rồi 3 lốc đầu xanh á, banh một lốc còn 2 lốc rồi còn 1 lốc, cứ kịch vậy á. Không ngờ á cái người coi như là cái người gì mà không biết gọi investigate hay là cái gì không biết nữa, nó ở hầu quay. Yeah. Hai người du thuyền, đại khái hai người du thuyền đi ngang qua là ông đó là người lính. Yeah. Ông là tên Don, bà kia là Linda. Ok. Yeah. Rồi đó chiếc thuyền này trôi nổi bình bồng, cái tự nhiên mình không có đường nào đi nữa, mình tấp vô. Yeah. Thì ông bà mới cứu vớt được. Rồi á, bên thuyền của mình là biết nói tiếng Anh tiếng Pháp hết á. Dạ. Người cũng có người tiếng Anh mà người tiếng Pháp hết, cũng giỏi lắm, Việt Nam mình giỏi lắm. Rồi cái nói ổng bả hiểu hết, nói bây giờ tao muốn qua đi Singapore nhưng mà Singapore bây giờ không đủ dầu. Ổng nói đó bây giờ phải đi qua tấp qua Thái Lan để lấy dầu rồi mới chở mấy người đi được, đại khái vậy đó. Mà trong thuyền cũng có mấy thằng cô hồn ngu đảng cứ lấy thuốc của người ta hút hoài. Nó nghiện thuốc quá, mấy thằng hút thuốc lá đó. Yeah. Nó nghiện quá, nó làm tầm bậy tầm bạ quá. Nhưng mà cũng phải tấp cho đó thôi. Người ta đã giúp mình, cái đó là mình yêu quý lắm rồi.
nhưng mà nó ngu quá. Lúc mình nói phải nói thật, thật. Ok, người ta giúp mình nước nôi đồ ăn á, người ta đi mua cho mình ăn luôn mà. Dạ. Hàng ngày luôn. Dạ. Mà hầu như là ở đó được 2 ngày mà nằm không á hả, đứng dậy một cái đi lên đất một cái nó say sống luôn. Có người mình dân biển là mà say sống là biết ở nào á, say sống đất á, rồi say sống đất á, lên nó quay chống mặt luôn, muốn té luôn á, thiệt á. Rồi xong rồi nó nói á, tụi mày á cho người ta ăn ăn, mày á cũng là con người, người ta cũng con người, tại sao mà cho người ta uống nước dơ nước thúi vậy đó, tụi Mỹ á, nó tiền thiệt luôn á, thiệt, tụi Mỹ nó có quyền mà, trả rất là Mỹ mà. Rồi sau á đó mình không biết, rồi á mới đưa người lên, người tị nạn lên, yeah. Mình dân tị nạn mà, yeah. Refugee đó, gọi refugee đó. Là lúc đó nó đưa lên thì ok, nó xếp đặt hết cái chỗ này chỗ nọ để cho mình ăn ở. Rồi á, lúc đó nó mới tìm, ok, mày có thân nhân ở bên Mỹ hay là không, mày nọ. Mình không có thân nhân á, thì nó đưa cái foster home, foster father, thì mình có foster. Mình có 3 người nhận mình đi qua Mỹ, qua bên gì á, Thụy Điển, 2 cái, 3 nước lận. Mình có 3 nước lận. Mà người giàu không mà ai cũng giàu hết đó, yeah. Lúc đó mình còn trẻ mà, yeah. Nhiều người ta không có con á, cần một đứa con, yeah. Để vô để chăm sóc cái gia đình đại khái vậy đó. Mình nói thôi bây giờ mình nhận người Việt đi, tại có người anh Việt đi vượt biên, anh đi vượt biên đi đường gì, đi đường tàu, đường tàu đi đường qua tàu. Đâu nó hãm hiếp luôn á, đi qua đâu, đi qua đáng lẽ đi qua Singapore nhưng mà tàu nó bị hư. Dạ. Tàu bị hư rồi, nó còn có một lốc mà đâu có chạy nổi nữa đâu. Rồi sao tàu anh biết sao qua tới Mỹ? Nó chiếc tàu nó bị lũng ở dưới đáy á. Dạ. Nước vô quá trời luôn. Dạ. Mà mình lớn to con mà mình tát á, mình dạ. Tát á không nổi luôn á, là biết cỡ nào rồi. Dạ. Tại vì á không có cơm dạ. Ăn gì hết á, không dạ. Có cơm ăn, không đầy dạ. Đủ. Dắt một cái dắt cơm á bằng nước mặn. Dạ. Không phải nước ngọt nha. Dạ. Nước mặn nước gì á, tại vì á biết sống đá gà không, sống với gà 2 cái sống với tấp vậy nè, là chiếc thuyền chỉ có bẻ thôi mà lũng bẻ mà chìm thôi, yeah. Nhưng mà ở bên kia tôi đi chiếc thuyền toàn đạo Chúa không à, tôi đạo Phật mới chuyện thiệt luôn. Ok đó thì người ta lại Chúa lại đồ lung tung á, nó Chúa Giêsu là mới giúp con thoát được qua tai nạn này lại cái vậy đó, tôi không biết người ta giải sao nhưng mà tôi suy nghĩ vậy đó. Đi qua thoát được cái tai nạn đó. Rồi bao lâu rồi anh đi tới Mỹ? 3 tháng. 3 tháng sau đi qua tới Mỹ? 3 tháng ở Thái Lan á. Dạ. Ở Thái Lan. Mới mà một cái cô đó là cô đó, tôi nghĩ chắc cũng có bà con về tôi á. Dạ. Tôi không có tình thương, cổ giống thôi, cổ đáng là vợ tôi đó. Dạ. Tại cô nằm trên da tôi mà. Dạ. Cái cô mà nằm trên da tôi là cô nghĩ thì sao? Dạ. Từ ở Việt Nam tôi qua luôn á nha. Ừ. Thiệt á. Không phải dẫn đâu. Rồi năm giai anh là qua anh đó đó là cũng ở chung, qua cái trại cũng ở chung luôn, cũng ở chung phòng vậy à, cũng giống vợ chồng vậy đó. Nhưng mà tôi không biết suy nghĩ vậy. Ừ. Tại tôi còn trẻ quá. Mà tôi biết tôi qua bên này cho không biết làm được cái gì. Dạ. Tôi nghĩ vậy đó, tôi nghĩ tôi không biết làm được cái gì trời. Bây giờ nếu mình có vợ mà vợ mình với mình như vậy. Ừ. Là không được. Dạ. Mình phải làm sao? Bởi vì chính cái chỗ đó, bởi vậy cổ có một người bỏ lẫn, cổ cũng tuổi tôi mà, yeah. Bởi qua có 17-18 tuổi rồi, bởi vậy cổ có cái người gì ở bên Oklahoma, yeah. Oklahoma bỏ lẫn cổ, rồi cổ mới qua bên đó, chia sẻ cũng hai bên cũng giao thiệp với nhau, nhưng mà tôi nghĩ bây giờ bà có chồng rồi, làm sao mình giao thiệp chi nữa. Dạ. Thôi dẹp luôn. Còn giống như hai liên, người biết liên, nhau không? Liên lạc. Biết nhau chứ, biết thì biết nhau rồi. Gặp bây giờ không biết nhau. À. Không có liên lạc nữa hết, mất cái liên lạc rồi. Tại lúc đó là tôi bỏ luôn rồi. Và tại từ ngày có chồng rồi, dạ. Mình liên lạc chi nữa. Và từ ngày mình để cho trái yên phận, dạ. Đại khái vậy á. Từ ngày anh qua Mỹ tới giờ rồi anh có vợ con gì không? Không, không có vợ con gì. Ở vậy luôn? Ở vậy luôn á. Rồi thời gian ở vậy thì anh đi làm cái gì? Tôi làm biển, nhầm rèn nhẹ đánh cá. Đánh cá hả? Anh đánh cá mấy chục năm luôn. Tôi là tiểu bang nào anh? Tôi mới chơi phút xin.
đá cá ở từ Long Beach Vino Coast to Coast luôn á, gọi là Coast to Coast, là coi như chỗ nào tìm cá để quýnh. Dạ. Chỗ nào có cá nhiều quýnh. Rồi anh tay sát cá phải không? Không biết sát cá, cá là không quay chị không biết. Vậy là sát cá chứ không có sát người. Tôi lái tàu luôn. Coi như là đánh thì dính cá nhưng mà người thì không có dính. Nhưng mà vì lúc ta nói không có nó cũng gần gần như giết người ra. Tại mình giết con cá là giống như mình giết người vậy. Không có giết người mà ý là đánh cá thì dính mà người thì không có dính bà nào hết. Không, không dính bà nào. Ông già ông lụm hết rồi. Vậy hả? Ông già ông lụm hết rồi. Dạ. Ông già chui là 7 vợ lần á, phải vợ nó. Dữ vậy hả? Ông trời ơi. Ông vậy là anh con không? Bà mấy? Bà thứ nhất luôn. Con Út mà, Út là người thứ nhất rồi mà. Vậy Út con, mà. Còn 6 người kia là ở đâu? Ở miền Nam hết. Bây giờ lo cho gia đình không á. Tại sao anh không có noi gương ba rồi kiếm để nó không noi gương được. Bà muốn lắm, bà già mình muốn lắm. Vậy nhưng hả? Mà thấy tại sao ông già mình á để cho bà già mình ở khổ vậy, ghét quá không luôn. Không ưng luôn, không ưng gợi con nào hết à. Vậy hả? Thiệt. Nếu mà thương tao á, mày thương mẹ của tao mới được. Mà về mất công mà mẹ không thương mẹ tao á là mày phiền lắm đó. Dạ. Đó đó, tính của mình là vậy đó, tính mình rất gay hơn ông già nhiều. Giống ông già nhất, nhưng mà tính tình thì lại dính đúng bà già. Dạ. Hai bên, đúng hai bên. Dạ. Như vậy thôi, đó. Đó, nếu mà thương em thương anh thiệt á, thiệt tình á là phải làm cho đúng, phải làm để sao cho anh thương em, là đại khái là em phải làm những cái gì tròn cái người đàn bà, chứ làm không tròn đó là mất công anh khổ lắm, không biết nói sao nhưng mà thiệt khổ, bởi vậy không dám lấy người nào nữa. Thì bây giờ hiện tại giờ anh đi lòng vòng, giờ anh toàn là đi xin tiền hay là đi không sao? Xin gì hết á, không xin rồi lấy gì ăn, rồi lấy chi vậy hả? Chi vậy á, để mình có vốn mình làm trả lại cho nó chi vậy. Dạ. Mượn tiền của chính phủ. Tiền giang tiền chính phủ luôn á. Vậy hả? Có phía trên giang tôi sống đủ rồi. Ồ, bây giờ anh còn giấy tờ phải không? Còn giấy tờ đầy đủ chứ. Dạ. Anh có quốc tịch đủ tôi mới làm vậy được. Tôi không vô quốc tịch. Không vô quốc tịch. Tôi muốn vô quốc tịch cũng được nhưng mà tôi không muốn vô. Sao vậy? Tại vô quốc tịch nó khó khăn nhiều cái lắm. Cô làm tội pháp hay là bất cứ gì là bắt trả tiền liền, trả nợ liền. Không trả tiền là chết. Như đó đó. Có gì không anh? Có chứ. Cái đó bắt buộc rồi, thiếu là trả liền. Còn á mình không có trịch á, nó đòi hoài mình không trả nó què vốn à. Nó què vốn, bởi vậy mình không vô quốc trịch là lý do. Không, tại đó mình nói thiệt, mình biết mà. Ở Mỹ 42 năm mà đâu có chị dẫn đâu, sao không biết được mấy chuyện đó. Vậy anh có bao giờ anh có muốn mượn tiền để anh đi về Việt Nam thăm anh chị em đồ không? Không mượn đâu. Có người ta cho tôi, cô không muốn đi về nữa. Tại sao mượn. Anh muốn đi về? Ê, chỗ đó là giống như nơi chôn nhau cắt cúng mà cha sanh mẹ đẻ mình em đi không về biết đâu. Còn ông già bà già mà tại sao không về thăm không, ông già bà không già? Không có giả dối gì. Dạ. Xin hô đó là sở di trú đó. Sở di trú đó là chứ thiệt đó. Nó hô rồi. Nó. Giữ giấy mình tàu về rồi đó. Đó. Ừ. Mình về là coi ở luôn. Rồi. Khỏi qua làm giờ gì khai ra nãy sao nói còn giấy tờ để xin tùm lum mà sao giờ mình giữ giấy tờ rồi. Nhưng mà nó giữ. Giấy tờ để nhưng mà tôi làm được. Tôi vẫn có làm được. Kia, còn cái là thẻ tại vì á, tại vì tôi đó là người đặc biệt. Qua trước năm 78 là đâu phải tầm thường đâu. Tôi giống như dân Mỹ luôn rồi. Dạ. Tôi ăn nói giống như nó luôn mà tại sao tôi không dân Mỹ được. Dạ. Vẫn chơi không? Đều có cái nó không chạy được. Mấy người sau 90 thì biết hết á. Sau 90 kìa. Nó chạy hết. Còn anh, tôi năm 78 dạ. Không được, không anh, lo gì. Bây giờ em hỏi anh tại sao cái thẻ xanh anh bị mất? Bị mất nó ăn cướp lấy không mất. Phải bị tịch thu. Không, chưa tịch thu luôn. Cái thẻ xanh anh của mình bị mất. Mấy chỉ súng vô con như đầu lần trong được có bóp. Được có bóp mất hết 80 bạn nữa kìa. Tại sao chỉ ai chỉ súng? Ở ngoài đường mà đi chơi mà để dân dân hồ mà đi chơi ngoài đường á. Ồ. Dân bụi đời lăn lóc này á nó chỉ xuống lúc nào không được. Rồi chỉ vô đầu anh. Ừ. Rồi anh vô cái đấy. Rồi tại sao cái đó là người bị mất thôi sao anh không bị làm mất. Lại? Làm lại được chứ không được tại không tự lười biếng. Tôi nói lười biếng thôi. Tại tôi có thẻ tôi ăn hàng ngày mà tại sao tôi không có mấy cái được. Dạ. Anh. Mẹ của anh ở Việt Nam tên gì?
ba mẹ? Ở Việt Nam ai cũng hai trên hết á. Cái định tôi hai trên. Có mình tôi. Giá trời Nguyễn Thị Lưỡng. Nguyễn Thị Lưỡng mẹ anh, còn ba anh. Ba là Huỳnh Yên. Huỳnh Yên. Huỳnh Văn Yên. Huỳnh Văn Yên hả? Ờ, ông Trình Yên. Nhưng mà tên của ông Trình Khánh. Dạ. Ok. Tên lót của bà mẹ là Trình Cúc. Dạ. Tên lót á, tên sau này á. Dạ. Còn tên Lưỡng Trần Chính. Mẹ ông già là Trình Yên. Mình tên Khánh. Ông già người Tàu á. Anh có mấy anh chị em? Anh chị em á, tính ra là 6. Nhưng mà đứa nhỏ sinh ra chết luôn. Giờ còn 5. Là chỉ là ba đứa em gái đó. Dạ. Mà em anh còn nguyện cái nó đến à, đến đây liền. Con nó linh lắm, con nó linh dễ sợ lắm. Sinh ra chết liền mà. Linh lắm. Vậy là còn 5 anh chị em hả? 5. Anh kể tên từng anh chị em cho em nghe. Bây giờ ba trai là hai gái. Ba trai là... tên gì với tên gì? Tên đầu tiên đó là, tại vì đầu tiên đó bà già đã bà có một đứa con đầu tiên rồi mới lấy ông già, bởi vậy mới khổ. Bà là Nguyễn Thị Cúc, bà Trần Cúc. Dạ. Ok. Cúc rồi mới tới Quỳnh Văn Mai. Quỳnh Văn Mai. Quỳnh Văn được là cái tên lót, tên được là tại vì ông khó nuôi quá mới xài tên được thôi. Quỳnh Văn Mai, Quỳnh Văn được. Quỳnh Văn Mai. Dạ. Ok, rồi Mai, rồi mới tính Lan. Lan. Quỳnh Thị Ngọc Lan. Quỳnh Thị Ngọc Lan là là chị của là anh. Là chị hả? Luôn chứ còn nữa. Dạ. Út nhất mà mình là Út nhất mà. Quỳnh Thị Ngọc Lan, Quỳnh Đại Thọ. Quỳnh Đại Thọ. Quỳnh Đại Thọ là ông anh của mình luôn á. Dạ. Đó. Hồi nãy giờ. Là. Chưa là hết ông... mà, kể chưa hết. Tên gì chứ, tên gì nữa. Thì tôi Quỳnh Hữu Lộc là cuối cùng. Quỳnh Hữu Lộc. Ừ. Rồi cái anh thứ hai tên gì? Anh thứ hai nào? Bà chị thứ hai bà. Chị thứ hai tên gì? Bà chỉ có tại bà lấy họ của mẹ rồi. Là tại vì gì? Bà là con khác, con già khác. Dạ, mà tên gì? Bà tên Cúc. Cúc. Hả? À. Rồi thứ ba. Gì? Thứ ba tên gì nữa anh? Trời. Cúc Mai. Mai. Thích Mai Thọ. Thọ. Thích Ba Lan Thọ Lộc á. Dạ. Cúc Mai Lan Thọ Lộc á. Cúc Mai Lan Thọ Lộc. Ờ. Dạ. Cúc Mai Lan Thọ Lộc á. Dạ. Tại tên của mình là không có bông hoa gì hết, tên của mình tên Lộc á, để mang cái niềm tin đến thôi, mang cái lộc đến thôi, đại khái vậy. Nhưng mà anh quê quán ở đâu? Quê quán ở Bình Định. Tam Quan Bình Định. Biết Tam Quan Bình Định không? Bình Định là tỉnh Bình Định luôn á. Tỉnh Bình Định Nguyên Nhơn rồi. Rồi, Hàng Mặc Tử không? Dạ. Anh gần đó thôi chứ không phải Hàng Mặc Tử đâu. Hàng Mặc Tử, anh có đi thăm ông Hàng Mặc Tử không? Tôi biết thăm tôi chết liền á, tôi đâu biết ở đâu đâu mà đi thăm. Quy Nhơn thì Quy Nhơn đó, thì bà chị tôi đó, bà chị thứ hai đó, đó là bà Mai Đình đồ đó, Hàng Mặc Tử đồ, Mai Đình đồ, trời đó, vì chính cái đó bà mới lấy được Hồ Quỳnh. Dạ. Cái ông chồng của bà là Hồ Quỳnh. Dạ. Bởi Việt Nam mình á, Hồ Quỳnh với Hồ Quỳnh không có lấy nhau được. Dạ. Bà mới lấy họ của mẹ của tôi là họ Nguyễn. Dạ. Nguyễn Thị Cúc là bà. Dạ. Để lấy ông Hồ Quỳnh. Ừ, ông kia của Hồ Quỳnh luôn, Hồ Quỳnh của tôi luôn. Hồi xưa hả họ? Hồi xưa họ với họ không lấy nhau. Ờ, phải đổi họ. Ờ, phải đổi họ mới lấy được. Dạ. Được chưa? Dạ. Nói thiệt luôn, cái nào ra cái đó. Trời ơi là trời. Bởi vậy gì chính chỗ đó. Nhưng mà một mẹ mà khác cha đó. Dạ. Thì nó gần gũi hơn. Dạ. Tại cũng mẹ mà. Dạ. Bởi vậy chỉ được gần á là cái gì chỗ đó. Dạ. Chứ cùng cha mà khác mẹ nó khác à. Vậy cùng ha. Cha khác mẹ là mẹ ghẻ, gọi mẹ ghẻ đó. Dạ. Bình thường người ta nói đó. Mẹ ghẻ. Người ta nói mấy đời bánh đúc quá xương, mấy đời gì ghẻ mà xương con chồng. Thấy chưa? Ồ. Thì bởi vậy. Anh nhưng mà mẹ ghẻ mình... này tại sao mà mẹ ghẻ này lại thương tôi? Dạ. Thì vậy. Tại tôi hồi nhỏ tôi không biết ăn nói gì, tôi rất là hiền. Dạ. Coi như là không có nói năng gì ai á. Ai làm gì làm chuyện của người ta. Mình không để ý gì vậy. Dạ. Thì chính đó bà mẹ ghẻ bà thương mình. Bà thấy mình hiền quá đi. Dạ. Mình không ai nói giống như khôn ngoan những người khác. Ừ. Nên ông đại khái vậy thôi. Rồi bây giờ anh cho em biết là giống như nếu mà anh mà để cái video này lên trên kênh YouTube mà mấy anh chị của anh gặp, mấy chị gặp rồi, anh có muốn nói chuyện với mấy chị không? Nói đi chứ, sao không nói? Bao lâu rồi anh không có liên lạc với gia đình? Cũng mấy năm rồi. Bao lâu?
Ba lâu mấy năm rồi. Nói thiệt hay khai thiệt rồi nghe. Ba bốn năm rồi đó. Ba bốn năm hay là ba bốn chục năm? Ba bốn năm à. Ba bốn năm à. Tại hồi xưa mình có chạy mất mất liên lạc mới đây à. Mới đây là nói thiệt. Mới đây chạy mình dùng mấy cái mu tới mu lui á. Mua tới mua luôn hoài đó, mất địa chỉ. Vậy hả? Vậy thôi. Để em hỏi mà mốt em kiếm được gia đình anh. Em hỏi ra là nói trời ơi cái ông Lộc này ba bốn chục năm nay ông liên lạc á nhỉ. Bà già bà sợ tôi chết hoài à. Bà coi bói hoài bà biết hết. Vậy bà hả? Bà bói hoài luôn. Bà sợ tôi chết mà tôi cũng út mà. Dạ. Cô có tin không? Tôi nằm ngủ bà tới 18, 17 tuổi á. Tôi mới qua Mỹ đó. Cô nghĩ đi. Bà thương được cỡ nào. Bà không cho tôi ra đường đi gặp gái nữa kìa. Vậy hả? Gặp bạn luôn không bà, gặp gái là mày. Gặp bạn còn không có luôn. Bà thương như vậy đó. Dạ bà tin tôi như tính ngỗng. Làm tôi ra, tôi nó không biết nói. Thì hồi xưa thì tôi khờ khảo là gì chính rồi đó. Con lớn rồi má, sao má không cho con đi chơi. Bắt ở nhà giữ mấy đứa cháu của mấy bà chị hoài luôn. Tại mấy đứa nhỏ nó phá quá đi. Mỗi lần bà nấu cơm, nấu cháo, nấu gì nó ăn, nó uống, nó phá. Con à, con ở nhà giúp má đi để giữ mấy đứa cháu đi chứ má chịu nó hết nổi rồi. Bà già bà lớn tuổi bà chịu không nổi rồi, mấy đứa nhỏ nó phá quá, nó quậy quá chịu không nổi. Đại khái vậy đó. Không mà thiệt dưới mình con út á, mình là nếu mà nói gì quý tộc á, tôi là giống như là công tử Bạc Liêu á. Đại khái vậy á. Nhưng mà không có tiền sao không? Ừ. Không. Là con người tôi nó giàu về tình cảm quá. Anh cho em hỏi ở ngoài Quy Nhơn á, gia đình anh làm cái gì á, sinh sống? Rủ rễ bao la luôn mà làm cái gì? Cần gì làm? Ý em hỏi làm nghề gì để không làm cái gì á. Là ông già làm nghề thuốc thôi, chỉ có ông già thôi. Còn ông nội của mình ha là rủ rễ bao la luôn, bắt nhát luôn mà. Bay thẳng cánh luôn. Còn bay thẳng cánh luôn làm sao mà làm? Coi làm như gì? Là bay ghế chảy cánh thôi. Chỉ có ông già mình ông già mình đi làm. Dạ. Là tại vì ở đó đó là núi non này nọ đó nhiều á, không có y tá bác sĩ gì hết á. Dạ. Chỉ có ông già mình làm đó thôi. Ông già mình là số 1 luôn. Dạ. Nhưng bởi vậy ông vì chính chỗ người ta nhiều dạ. quá, ông không lấy đồng tiền được. Dạ. Ông phải yêu người ta luôn. Vậy hả? Coi gì nữa? Bắt buộc mấy bà kia phải yêu ngược lại. Vậy là ba anh ở đó là chủ đồng tiền đó, chủ là chủ luôn, giống chủ như công tử Bạc Liêu á, phải không? Thì anh là mới là công tử Bạc Liêu. Nhưng mà ý em hỏi hồi xưa giàu quá mà đi còn đi vượt biên làm chi vậy? Là con của công tử Bạc Liêu giàu như vậy mà đi làm chi? Hồi xưa giàu như vậy rồi má anh đồ. Bây giờ ông điện rồi. Không, cái thời của anh nếu mà giàu như vậy rồi có chôn vàng đồ đào hố chôn vàng được không? Em nghe nói thời công tử Bạc Liêu làm gì cái chôn vàng như vậy? Phải chôn vàng vô hũ rồi âm dưới đất. Anh nhớ lại coi hồi xưa giàu vậy chôn đâu? Cái đó đó. Đào hố đi. Cô nói đó là mấy người mà ở thôn quê người ta mới ở chôn vàng, còn cái này không phải thôn quê. Ông già của tôi á nhà ngói luôn nè, ở Việt Nam mà ở nhà ngói như vậy nè. Vậy hả? Nhà ngói mà sao mà chung vàng đồng biết không bà? Đâu biết. Giàu lắm. Vậy hả? Nhà của tôi buôn bán luôn mà, người ta có tiệm quán như vậy nè. Tôi đi học về á, tôi phải đi làm đó. Ồ. Phải đi làm việc là cô biết gia đình tôi như thế nào rồi. Giỡn chơi có một chung vàng bây giờ xưa rồi, bây giờ thời nay khác rồi. Thời quốc gia luôn á. Em nghe nói hồi xưa mấy ông giàu giàu là hay chung vàng lắm anh. Kho báu vậy á, dữ dằn lắm. Ok, cha mẹ giàu á thì con khổ. Yeah. Nhớ vậy. Lúc nào cũng vậy hết á. Bởi vậy á nó mới ra vậy. Nhưng mà thật sự cái thằng này á nó khác những người kia. Ok. Khổ thì nó đúng ra cũng không khổ đâu. Đừng có quấy rầy với cha mẹ được rồi, ok. Mình sống sao á mình sống có trái tim thương gia đình là được rồi. Bởi vậy tôi xa quê hương á, tôi ứa nước mắt không biết bao nhiêu lần, nhưng mà đời khổ lắm á, mới qua Mỹ khổ lắm á, tôi chịu không nổi luôn. Dạ. Thiệt á, tôi muốn đi về ngược lại luôn á. Quen rồi phải không? Muốn về ngược thiệt. Quen rồi phải không? Nhưng mà thiệt ứa nước mắt, qua ứa nước mắt luôn. Mình nói tiếng Anh tiếng bọng gì á nó cứ cười tức lắm. Mình biết nói, mình biết nghe mà trả lời không được á. Nó nói giống như mình nói gì cũng sai hết, mình tức quá. Vết đi làm. Học 4 tiếng làm 4 tiếng,
mới 9 tháng ở Mỹ thôi nha. Vậy đó, mà ghê vậy đó. Mà điền đơn là number one luôn. Hả? Điền đơn là number one luôn. Tại mình học mà, mình học chữ mà. Mình điền đơn number one luôn. Anh dành giờ chữ nghĩa, giấy tờ rồi, rồi sao anh không kiếm, anh có tiền sao anh không kiếm phòng cái nợ mà anh đi xuống dưới đây. Nè, coi nè. Anh cậu muốn gãy tay gãy chân nè, tôi cầm đèn á. Ờ vậy hả? Có người trời, không thấy sao? Không thấy mổ sao? Không biết cái này là có sắt ở trong tay chưa, có biết không? Dạ. Nè, nó mổ hết nè. Nè. Mổ đưa tay bị mổ nè. Ở đi sắt luôn á. Nè, tay bị què nè, bị tắc hết nè. Không thấy à? Tay bị còn tại, không thấy sao? Tại sao nó bị vậy? Bị gãy hết, gãy hết luôn. Mấy là gãy luôn. Ai đánh anh? Trời ơi, nói chuyện ở trên đời này khó nói lắm. Đi ra về mình độc thân mà đi ra ngoài đường á, ban đêm ban hôm mình đâu có biết được đâu. Tôi muốn gãy chân. Nhưng mà mình có vỗ nhẹ mà còn bị vậy đó. Vậy hả? Vỗ thiệt luôn á, không phải giỡn rồi đó. Có vỗ mà còn nói bị vậy mà đó. Không có lửa sao có khói. Thấy chưa? Nè. Tôi quýnh giống như tôi quýnh vỗ thuật giống như là ở công phu mà thí thiệt luôn á. Quýnh nhanh lắm á, không phải giỡn đâu. Anh muốn, nhưng mà anh muốn vài chiêu ra thử coi. Trời ơi, thôi muốn. Anh. Nếu mà anh nói biết vỗ anh làm vậy đường em coi coi. Đương nhiên tôi phải có vỗ rồi. Nè, anh mở ba lô ra anh muốn vài đường không, nói thiệt á. Quay đi, chia sẻ đi, múa về được vỏ đi. Mất công mẹ, chết mẹ tôi luôn. Anh thôi, không múa về được vỏ đi. Vỏ tôi mất công không, Việt Nam á, thấy cái luôn á, cái này qua Việt Nam nữa. Máu tôi nữa thôi. Chia đại đi. Nhưng mà đá về già rồi sao đá nổi nữa. Sơ sơ thôi, chỉ múa sơ sơ. Rồi. Tôi múa đẹp lắm á. Anh Lộc, anh nói anh biết rồi vỏ thì anh sẽ... làm dài 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 đường cho chia sẻ. Dạ. Nè, ok. Rồi. Nè, thấy chưa? Nè. Đó. Ok. Nè. Đó. Đá nè. Đó, phụp phụp nè, thấy chưa? Đó. Để cái thôi không có nhiều đó. Thôi đi vài cái nữa đi. Đúng rồi, thôi. Hồi xưa ai truyền cái vỏ đó công cho anh vậy? Anh Lộc. Vỏ này vỏ của gia truyền. Gia truyền không tống khách. Tiên ông tạ thạch đồng tử đăng sơn xuất hạng song quyền tấn khai lưỡng thủ trung thiên lập trụ hạ địa tùng châu bổng khí yết hầu. Yết hầu lại này nè, truyền cơ phục hổ nào hồi gió cọp mà truyền cơ phục hổ là quýnh cọp á. Trung hoành ngũ lộ là quýnh bùm 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 bùm. Tá hạng tam quan bạch hạch trầm giang kim kê độc lập bái tổ sư lập như truyền là mình bái tổ của thầy. Ok. Lão ma độc thọ nhất chi dinh lưỡng túc khinh khinh, đó là cuốn thứ hai đó. Ghê lắm. Lão Trúc Kinh Kinh, Tấn Bộ Hoành Hầu, Cấp Hầu, Lão Khỉ, nè. Diễn Dốc Long, Sức Lực Loa Quanh, Tạ Hầu Thứ Tại Liên Bộ Biến, đá bụp 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 bụp, vậy nè. Đá ba cái luôn á, ghê lắm á. Ghê lắm á, vỏ này ghê lắm á, phải vỏ thành tựu luôn. Hồi xưa anh học bao lâu? Nó học có 2 tháng cái biết hết rồi mẹ rồi. Học 2 tháng hả? Thua mình. Sáng mình, lý phải không? Con người mình nó không thích học. Mà học 1 biết 2. Dạ. Giống Trần Thiên Đại Thánh vậy á. Dạ. Học 1 biết 2 mà. Dạ đâu anh lợi anh giật ông đó một cái anh. Quýnh cái học báo không. Quýnh cái nào cái học báo không mà. Thật chịu nổi. Không, quýnh cái học báo chừng á. Không có giỡn dạ. Đâu. Mỹ đen còn sợ mày nữa mà. Vậy hả? Mỹ đen quýnh một cái là học báo hết á. Sao đó, anh đứa biết chỗ mà sao anh để người ta quýnh tới nổi cái tay anh luồn cái sắt vô dữ vậy? Quýnh lén không à. Toàn hả? Quýnh sao lưng rồi. Quýnh sao lưng rồi. Hả? Hồi xưa tay chân anh là đá như đá chắc đá là anh giọng cái này mà rồi nghe luôn ghê lắm. Yeah. Tập ghê lắm á, muốn một cái là chết cái lại cái đâu làm lại cái đó thấy không, múa này nè, múa thiệt luôn á. Yeah. Giỏi vậy thiệt á. Yeah. Giỏi giống như phú si luôn này nè, không chả anh đâu không ai giận đâu, anh giỏi thiệt chứ múa đâu. Yeah. giỏi tầm thường luôn. Yeah. Chết á. Yeah. Muốn cái búp búp quýnh là 2 cái luôn, búp về búp về còn gai búp thấy không, cái gai kìa nè rõ là quýnh như vậy đó. Giỡn từ anh giỡn lắm anh trưởng mà ông chồng em không muốn bay luôn thiệt á. Ôi giỡn đâu thiệt á, ông cầm cái phone mà ông muốn bay còn nữa không à. Tưởng đâu cũng làm thiệt anh quýnh rồi học máu hết á, không có đứa nào anh quýnh không học máu đó. Vậy hả, quýnh cái một cái là học máu à. Trời ơi thiệt. Anh ông thầy vậy rồi ông sợ nữa mà. Ông nói cái bàn tay của mày sao ghê gốm vậy nè. Ông coi cái bàn tay thôi. Ông nói thôi tao không dám về dọn mày nữa đâu. Thế hả? Trời ơi, uống cái học máu hết á. Trước khi chia tay thôi anh thuộc bài gì anh can bài đi. Trời ơi thuộc là đầy luôn. Rồi đầy luôn bây giờ mới ca bản gì trời.
chú ca cái lương đăng cổ số 1 rồi, nhưng mà lại phải cái gì ca. Đăng cổ đi. Cái gì cũng được hết á. Hơi cay đi, cái này buồn lắm. Ca trứng cút bạch hải đường buồn lắm. Trứng cút bạch hải đường. Má buồn lắm. Cá nào cũng được. Cái này muốn vỏ gì á? Vỏ cua, vỏ còng á? Kẻ vỏ còng. Tầm 7 thôi, bây giờ ca một bài đi anh Lộc ơi, để tặng tất cả bà con cô bác đi. Nhung ơi, sao em đành dòi già bỏ ra đi, khi con thú nó mới vừa lên 2 tuổi. Trong khi anh vẫn còn tha thiết mà yêu em suốt cuộc đời, anh không gian dối. Tình nghĩa vợ chồng chung chăn sẻ gối, từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau. Thôi kể từ đây anh sẽ ra đi và không ở lại nữa rồi. Con thú nó sẽ khóc buồn vì cha hay nhớ mẹ. Cha thì bị tù đày, còn mẹ thì bỏ ra đi. Thượng đế ơi, ông gây ra chi cho thảm trạng, chia cách một gia đình. Thôi từ đây duyên định số đã an bài. Chấm dứt. Không bài nữa đi. Một bài nữa là tại tiếng năm rồi, người chân khô Huế. Chiều nay mưa trên phố Huế, tiếp gian hồ không bên đời. Mà mưa sao vắng rơi rơi hồi, cho lòng nhớ ai. Ngày chia tay hôm nào còn đây, nước trên sông Hương còn đầy. Tình đã xa gió mưa u hồi, mặt lệ nặng trời. Chiều nay trên kinh đô Huế, tiếng ai còn vương kỷ niệm ngày quen nhau dưới chân thiên mù, em còn nhớ không? Chờ đông ba khi mình qua, lá mẹ bay bay là chuyến thà có anh bên mình mà ngờ hôm qua. Mưa chờ đóng ba mưa qua giá hồi, ai về thành nồi ai đợi vẫn lâu. Giọt mưa còn nặng nỗi sầu, sông Hương mua thuở còn sâu ăn tình. Ồ, hay quá. Dạ rồi. Chứ mai là chưa vô sĩ nào á. Tới chiều nay ai có đợi mình, chiếc nón bài thơ nghiêng nghiêng che mặt mái tóc thề, theo gió bay bay. Em e thẹn như ngày mình mới gặp, hép cúi đầu má đó hay. Mai một này nếu phải chia tay, chắc nước sông Hương đã đông đầy thương nhớ. Hơi cả hết nổi. Quá hay. Thank you. Em cảm ơn anh.
liền luôn đi. Đúng rồi, mặc đi, đừng có ngại. Mặc vô. Cho anh một cái được rồi hả? À, một cái thôi. Ào ẩm chia nhau thôi. Người mày cả. Mày. Đúng rồi không? Cho mày phải đi suy nghĩ. Bận cho. Không, cái áo này cũng cái áo lẻ. Mày phải yêu quý những người như vậy nè, hiểu chưa? Mày đừng hết tầm bậy nha mày. Nó mày biết ha. Anh ơi, cái áo này ấm không? Con người anh biết hết á. Anh ơi. Anh biết cái người nào mà đối xử làm sao biết không? Đừng có tầm bậy nha mày. Anh hả mày? Không đâu. Thôi cho nhi đó đủ rồi. Anh đã mặc đồ cũng đủ hết rồi. Cần gì nữa đâu. Lắm. Cái này anh cần khẩu trang nè. Thôi khẩu trang anh có hết rồi. Có khẩu trang luôn đẹp hơn vậy nữa. Vậy hả? Đồ của mình là đẹp không à, không phải giỡn đâu. Bánh không? Oh, good boy. À, get the tag out. Get the tag out. Xé ra, xé ra. Ok, kéo lên luôn đi, mát, đẹp nè. Quần mới nè. Áo mới nè, sạch sẽ chưa? Đầu mới nè. Rồi qua đây cho cái mền nữa nè. Mền phải không? Qua đây, qua đây. Thứ dữ vậy nè hả? Mới xíu vậy chịu là chết tôi rồi. Chết rồi. Cái kiểu này là xong rồi. Xong cái kiểu rồi. Này. Kiểu này mà anh cũng phải cho người ta. Hả? Không, thiệt nhiều quá không được. Thôi đủ rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Đừng cho nữa, đừng cho nữa. Anh vậy chứ cũng có tấm lòng lắm á. Tấm lòng thương người quá đi. Chứ không có gì hết á. Cũng cho người ta hết. Nè, đây. Thôi, để cho chém đi. Đó ra nước rồi được. Cho anh này, cho anh này. Cái mền hồi nãy anh xin đó. Xé ra chung, luôn. Nè, ở trong này xé ra. Đầy đủ hết. Đứng rồi. Xé ra. Cái mền. Cái đồ quay nhiều quá đi. Mền để đắp nha. Anh làm. Không ơi. Xé mền ra đi. Xé ra. Xé ra để xài. Nha. Làm ly cà phê nóng. Chưa? Ok, bỏ vô. Nhiều quá siêu nổi nữa nè. Được chưa? Đâu. Anh Lộc. À, anh nghe à. Anh để đó đi. Anh nãy giờ ca lên là khô cổ họng rồi phải không? Ừ. Uống ly cà phê phóng dật có phải không anh? Nè. Ngồi cái, đây đi. Cái kiểu này mấy anh bạn tôi nó ghen tôi hết. Nó nói tại sao hai người này thương tôi quá à? Sao nó không có cái gì hết. Đồng điều mà anh. Sẽ tới hết từng người. Anh tới trước thì phục vụ trước. Anh nào tới sau thì sao? Tôi nói rằng đúng ra là tôi không muốn một phê nhưng bữa nay coi như ấm lòng phải không? Quá là coi như thấy vui quá mới uống được chút xíu cho vui. Mà cà phê này cà phê gì vậy? Cà phê Pháp, cà phê gì? Cà phê Trung Nguyên hả? Phê Trung Nguyên. Ngon vậy? Anh bữa nào mà tôi ca thật tiếng Huế cho anh nghe luôn. Tôi á, giọng Huế, giọng Nam, giọng Bắc, giọng gì tôi cũng ca được hết á. Tôi hay lắm. Ta nói đi vũ miền hết rồi. Ngon chứ, cà phê ngon. Quá ngon. Anh ơi. Thơm. Cho cà anh một này. Cái chai nước súc miệng. Thơm mà ngon. Sanitai. Dạ. Dạ. Ok, cứ để đó đi. Để đây cho anh. Cảm ơn nhiều. Không có gì anh ạ. Má chôm ngon. Cái mồi cá hộp. Đúng rồi. Để vô đây nha. Ừ, cứ để đại vô. Để chắc chồng vậy đó. Cái gì chú? Đầy đủ ha. Được rồi, quá ngon à, chú và Kiếm bữa nay vậy là tôi quá quý rồi. Đồ này cho tôi vậy tôi không biết nói làm sao, không biết sao mà trả ơn cái này cho nổi. Đại khái vậy. Ok, cái này quá quý rồi, thật sự như vậy. Thôi được rồi. Cái này không? Sao em tặng nhiều quá đi, em chịu hết nổi rồi. Tặng này với chị không? Tối có ngủ gần chị nào lăn cho thơm. Có người chị nào nấu không? Có chị nào không đòi giày muốn thích giày à. Thấy vui hơn. Ơi. Còn có một chị nữa nó mang cái khổ lắm á. Vậy hả? Ừ. Tại vì cái từng tuổi này mà mang thêm một chị nữa, thêm có đứa con không biết chừng nào nó sống tới giờ nào.
mà mình lo nó không nổi nữa. Rồi, ha. Rồi. Rồi bây giờ em thấy nãy giờ em chia sẻ rồi, ngồi đây xuống đây nói chuyện với anh Vút rồi, cái vỏ đâu anh? Em đem ba cái đồ xuống cho anh nè, cá mò hộp nè, cá mồi nè, nước ngọt cái gì cũng đầy đủ hết, sữa rồi. Rồi mấy cái chai này nữa để gần mấy chị ha. Rồi than, rồi phở, nước bánh đồ đầy đủ cho Tô ăn nữa. Em rất là vui mừng vì được tất cả mấy chị đã giúp đỡ cho mấy anh chị em vô gia cư như vậy, đưa gửi gắm cho em, và hôm nay em đem xuống đây cho mấy anh. Rồi anh có đôi lời gì nói không? Tôi rất vui trong hai ngày tới bất ngờ như thế này, nhưng mà thời xưa đến nay tôi chưa bao giờ thấy mà ai được tặng quà như ngày hôm nay hết đó. Mà tôi thấy mà tôi ngộp thở là biết cái đầu rồi. Nhưng mà cái tình thương đến với tôi như vậy á, tôi không biết nói làm sao hơn. Hồi xưa tới giờ tôi qua Mỹ mà nếu mà có một người mà yêu quý chút xíu mà thương tôi như vậy á, thì tôi quý biết bao nhiêu. Nhưng mà hai vợ chồng của anh chị đó gửi đến cho tôi một món quà rất là đắt đối với tôi. Hồi xưa tới giờ tôi chưa bao giờ có mấy cái thứ này hết á. Dạ anh. Nhưng mà đây là cái tình quê hương đối với tôi á, tôi thấy rất là coi như là không biết đâu trả lời. Cảm động phải không? Ừ. Không, cảm động rất nhiều luôn. Vậy hả? Ừ. Rất quý. Rất quý. Rất hả? Quý. Tình dạ. Thương đến cho tôi rất là quý. Quý trọng đến một con người của tôi. Dạ. Chưa bao giờ ai cho tôi thấy những cái gì như vậy đâu. Dạ. Nhưng mà bữa nay đó là lần đầu tiên. Đây là thật. Dạ. Từ qua Mỹ tới ngày hôm nay là 42 năm rồi, tôi chưa bao giờ ai mà cho tôi được như thế này. Người ta cho người ta còn kể lễ, còn cái này á, là cho là tự trong cái tâm của mình. Dạ. Ok, mình đưa ra rất là khác nữa. Dạ. Đó là cái đó rất là quý, còn hơn cái gì nữa ở trên đời á, người ta đâu cần cái gì đâu. Cần ai chúng tình thương thôi. Mà bữa nay tình thương này nó đầy hết luôn. Nó đầy hết luôn, đầy ý nghĩa luôn. Dạ. Ok, là tôi quá vui mừng. Dạ. Dạ, cảm ơn hai anh chị. Dạ. Bữa nay vậy là coi như là con người của tôi là nó đang xuống mà đưa tôi đưa lên hả? Đi lên được một phần nào để cho tôi vui vẻ như vậy. Đã khái vậy, tôi thấy cái niềm vui nó đến cho tôi ở một phần. Cảm ơn. Rồi cái này là đó, có cái phần này là có rất là nhiều anh chị đã tài trợ giúp đỡ cho mấy anh chị em người vô gia cư, gửi gắm cái số tiền cho em và vợ chồng của em, thay mặt tất cả anh chị gửi gắm cái tiền đó, tụi em đi chợ và mua mấy cái đồ này đem gửi gắm mấy anh chị em người vô gia cư. Và hôm nay á là em gặp anh như thế này thì em gửi cho anh chút đỉnh đồ ăn gì đó. Nếu mà sau này á anh có cần thêm cái gì nữa thì một lát em sẽ cho số điện thoại và anh sẽ gọi tụi em, vợ chồng tụi em sẽ chạy tới giúp đỡ mấy anh vòng vòng ở đây, thay mặt cho tất cả bà con cô bác anh chị đã giúp đỡ đó. Cũng cảm ơn anh hồi nãy ca hai bài ca rất là hay, rất là có ý nghĩa. Rồi, nhiều lắm, phải không? Nhiều lắm. Rồi bây giờ thôi em xin phép em okay. Dừng cái video ở đây. Đúng. Phượng rất là chưa cho tiền nữa. Bây giờ, rồi đưa cái đó đây anh. Cái gì? Tính dừng rồi mà chưa dừng nữa nè. Em cho anh một cái gift card của Taco Bell. Taco Bell anh biết phải không? Thank you. Anh biết Taco Bell không? Taco Bell biết chứ. Rồi, khi nào đổi vùng anh qua đó anh mua đồ ăn. Đồng của Taco Bell. Được rồi. Rồi bữa em sẽ cho hỗ trợ cho anh là 20 đồng. Rồi lấy gì em có tiền em xài. Cái tiền này của nha. Cái tiền này của tất cả bà con cô bác anh chị.
gửi gắm cho em, và em tới đây em sẽ gửi lại cho anh, để anh khi anh cần cái gì thì anh sẽ mua cái đó để ăn. Mua thôi chứ không có được hút. Mua đồ ăn. Không hút được. Đó. Không hút được. Dạ. Yeah. Dạ. Rồi. Bây giờ Phượng rất là cảm ơn tất cả anh chị đã giúp đỡ tất cả chị em người vô gia cư. Phượng bye bye, và Phượng xin hẹn gặp lại lần sau. Phượng bye bye. Cảm ơn. Thật cảm ơn với rồi cái anh này nữa, cho anh hai chục Taco Bell. Taco Bell mua Taco Bell nha. Rồi. Mày đang gọi chút xíu nha, cái này là có tiền chưa không? Rồi cho anh 20 luôn ha anh ha. Mày phải thành thật chút xíu nha, mày đừng giỡn với mày. Cái này không giỡn với mày. Rồi. Rồi. Ok, what did you say? Thank you. Ok, cảm ơn. Rồi bây giờ em chị khiêng vô phụ anh đi. Không, đi để đi quên đi. Để chấm da đi. Đó, cái cô khiêng là ngoài nó bể. Không để cái này lên là quên hả? Rồi, đó vậy mới xách cái thùng nước luôn. Đó, trời. Luôn. Ê, đi. Thôi mình em được rồi, thôi mình em được rồi kìa. Khách đó đi. Được rồi. Rồi, đi vô. Đưa anh đỡ anh bưng vô cho em. Qua cho mày nữa. Bây giờ quay chân luôn. Đó, quay chừng người vậy đó. Ờ, giờ có người lấy. Chia sẻ cái dinh thự của anh. Trời ơi. Anh nói giỡn chứ cái chỗ ảnh ở đây giờ đi vô anh Lộc cái chỗ anh ngủ. Bây giờ anh Lộc anh chia sẻ cái chỗ anh Lộc anh ngủ cho tất cả anh chị xem chỗ ngủ gì xấu xí lắm, nhưng mà muốn đi về rồi đó, mà giờ còn phải vô đây quay cái chỗ anh ngủ một cái rồi mới đi về nè. Có cổng đàng hoàng nha, đi hả? Vô đàng hoàng nha, không có cổng đâu. Mình có cổng trường thì ở đây cũng có cửa nhỏ đi vô. Thì chủ nhà đi đi. Quá nha. À, cầu tiêu nhỏ vậy đó, cầu tiêu đó. Cái này cầu tiêu đó, hả? Ừ, cái này cầu tiêu với bộ. Dạ, sạch lắm á. Đi hả? Cầu tiêu gọn gàng lắm á. Dạ. Dạ, coi thử đi, quay luôn đi, coi thử đẹp không? Dạ. Sạch lắm á. Đâu vô. Vậy là mỗi lần mà đi cầu xong rồi giục ở đâu? Có chỗ đổ. Vậy hả? Dạ. Có chiếc xe đó kéo lên đổ. Dạ. Thì cũng đỡ ha anh ha. Ở đàng hoàng luôn. Ừ. Ở mình nghèo thì mình sống vậy thôi. Bây giờ biết sao đây. Nhưng mà anh làm gì nó cũng còn vô hơi lạnh quá anh Lộc ơi. Không có lạnh không? Lạnh không? Không, ở trong kia ấm lắm. Đi hả? Rồi. Cái đó phòng chính mà. Ồ, cái trong cái liều đó phải không? Ờ, cái là phòng khách. Cái phòng khách hả? Ngủ trong này. Ờ, còn cái phòng ngủ ở trong đó nữa hả? Ngủ đó à. Ngủ ở trong trẻ lắm á. Có hình rồi này rồi luôn. Hình người yêu hả vậy? Không, hình vẽ tôi phải vẽ. Đi hả? Có ngoại trưởng mà. Rồi, thôi đi ra. Đó, đã thấy rồi hả? Đi ra. Tôi làm muốn quen nữa, cho quen nữa. Thôi, đi về đi, nhà mai em xuống anh ơi. Nhà đặt cua rồi. À. Mời nó đặt cua cho quan, cua nhiều lắm, đặt cua hay lắm. Làm gì? Cái dân biển mà đặt cua đó. Đặt cua. Đặt cua đó thì sao á? Rồi biết sao á? Đặt cua không biết sao á? Ở sao là ở đâu? Đây nè, đi vòng á, đây nè. Gần đây không? Đây nè, thì đặt cua không? Ồ, cái lợp để đi đặt cua. Đặt á, cái lợp cua đó. Rồi lúc nãy có đi bắt cua không? Cô bắt cô rằng nó cái sợ ông hết tiền luôn. Coi trong biển mà. Anh Lộc ơi. Ở đây gần biển rồi, anh lúc dài anh đi bắt cua được không? Bắt được đó. Đến kiếm cái xe tôi bắt cua được nè. Tôi làm là cá bự nè, cá bự vô ra không được nè. Tôi làm kiểu vô được mà ra không được nè, hết chưa? Cái chui đầu vô thôi mà ra không được. Bị kẹt luôn, cá bự luôn á, cá dừa này luôn nè, dừa rồng luôn nè, cái chế vậy đó, ghê vậy đó, vô là không có đường ra, tại nó không có đường quậy ra được, nó không có lây xây cái vòng tròn được, cá bự đó, cá dừa này nè, biết con cá mà giống như cá sấu không? Sturgeon. Gọi là cá gì? Sturgeon. Sturgeon. Biết cá sturgeon không? Là nó bằng cái này luôn á, nó bằng cái này luôn á, chế bằng luôn á, thấy không? Nó vô được nó thôi, ra không được, nó không có đường cái công mà nó ra được. Thấy chưa? Khi nào bắt được con nào chưa anh?
Rạp cua nè, rạp cua này mới dỡ lại nè. Có khi nào bắt được con nào không? Sao không bắt? Tôi bắt lần mấy chục con, cả trăm con không? Cả trăm con luôn á. Ờ, khi nào phải đi nè, bắt rạp cua nè. Anh, khi nào đi bắt cua, rủ em đi với con. Tôi rủ phải có xe, tôi chưa có xe, tôi để nó mua chiếc xe hả? Bây giờ em tiến tới dưới đây rồi, anh yên tâm đi. Nghe cái tiếng này là tiếng phải của Thượng Ca Ly rồi phải không? Cái giọng nói rồi phải không? Tôi coi trong TV rồi. Dạ. Ờ, ông coi như bây giờ muốn biết. Dạ. Đó là anh đừng nói lên mạng thôi. Phượng rất là cảm ơn tất cả bà con cô bác đã dành thời gian để xem cái video này. Và Phượng hẹn gặp lại video sau. Phượng chúc tất cả bà con cô bác nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Phượng cảm ơn. Phượng hẹn gặp lại.